Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Khánh tiếp tục lên một video để giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng sản phẩm đó là sàn nhựa chịu lực. Thì đối với dòng sản phẩm này, mình đã làm khá là nhiều video đã giới thiệu đến quý vị rồi. Và hôm nay Nguyên Khánh tiếp tục làm video để cập nhật lại cái hiện trạng mới nhất về sàn nhựa chịu lực này, để quý vị nào có nhu cầu thì nắm bắt được quý vị nhé. Thì đây là dòng sàn nhựa chịu lực quý vị này. Sàn nhựa chịu lực này nó có chiều rộng quý vị này, nó có chiều rộng là 33,3 cm, 3 tấc 33, và có độ dày là 2,2 cm quý vị nhé, 2,2 cm, và chiều dài thì sẽ cắt theo yêu cầu từ 1 m cho tới 7 m quý vị nhé. Và sản phẩm ngày hôm nay được cập nhật thêm một màu mới quý vị nhé, đó là màu này quý vị này. Cập nhật thêm được cái màu này, màu mới quý vị nhé. Màu này thì nó đậm hơn, nó đậm đà hơn đấy, nó đậm hơn so với các cái màu trước. Nói chung là màu khá là đẹp quý vị nhé, khá là đẹp, vân rất là tự nhiên, y chang vân gỗ tự nhiên vậy quý vị nhé. Đấy, và đặc biệt đối với lại các cái màu vân gỗ ngày hôm nay, toàn bộ cái lớp vân gỗ này là được in trực tiếp trên cái cốt nhựa quý vị nha, in trực tiếp trên cái cốt nhựa nên sản phẩm nó đảm bảo là cái độ bền đấy. Và phía trên bề mặt này có phủ một lớp layer, lớp này có khả năng chống chảy xước, chống cháy và chống trơn trượt quý vị nha. Sản phẩm khá là đẹp đấy. Và từ nay hai cái mẫu vân đá này quý vị này, hai cái mẫu vân đá này bên Nguyễn Khánh không cung cấp nữa quý vị nha. Đấy, không cung cấp nữa mà thay vào đó là ba màu vân gỗ quý vị nha, ba màu vân gỗ. Trước đây cái lớp vân đá này quý vị này, nó là một loại màng phim được dán trên bề mặt cốt nhựa quý vị nha, dán trên bề mặt cốt nhựa. Đây này, lớp phim này trường hợp mình sử dụng vô tình mình làm những cái lúc mà kéo bàn ghế hoặc là những cái mũi dao, mũi kéo hoặc bất cứ cái gì đó, khi mà chúng ta tác động lên cái bề mặt này, nó có thể bị làm bong cái lớp bề mặt này quý vị này. Đây, nó có thể bong lên cái lớp phủ này, cái lớp màng dán này quý vị này, lớp màng dán này quý vị nha, nó bong lớp màng dán này. Cho nên từ nay cái sản phẩm màng phim dán này bên Nguyễn Khánh không cung cấp nữa quý vị nha. Thay vào đó là ba màu vân gỗ. Đây, ba màu đây quý vị. Lên ba màu như này cho quý vị xem này. Sẽ thay vào đó là ba màu vân gỗ, và tất cả ba màu vân gỗ này là được sơn trực tiếp trên bề mặt cốt nhựa quý vị nha. Nên sản phẩm sẽ đảm bảo được cái độ đẹp, độ thẩm mỹ và độ bền, và có lớp bảo vệ cái lớp vân gỗ này tốt hơn quý vị nha. Sản phẩm ngày hôm nay Nguyễn Khánh giới thiệu lại cho quý vị nắm bắt, đặc biệt là đối với lại khách hàng nào mới nắm bắt lại. Đó, sản phẩm có chiều rộng là 33 này, 3 tấc 33, và có độ dày là 2 tấc 2, giống như là 2 phân 2 đó. Và chiều dài thì cắt theo yêu cầu từ 1 m tới 7 m quý vị nha. Đó, đây là dòng sản phẩm sàn nhựa chịu lực, chuyên dùng cho lót cho gác xép, gác nhà trọ, gác nhà tiền chế, hay các cái bục lan can, hoặc lan can mà lan can trong nhà quý vị nha, hoặc là quý vị trang trí cho quán cà phê hay là những cái khu vực nào quý vị cần nâng sàn thì sản phẩm này chịu lực được hết quý vị nha, chịu lực rất là tốt luôn. Đối với dòng sản phẩm này thì chỉ áp dụng cho trong nhà, không áp dụng cho ngoài trời quý vị ạ. Đó, sản phẩm thì không sợ nước này, không bị mối mọt này, và hạn chế cong vênh co ngót quý vị nhé. Mình nói là từ hạn chế có nghĩa là nó có vấn đề cong vênh co ngót nhưng mà rất là ít quý vị nhé. Đó, thì về thi công cái này rất là đơn giản rồi quý vị ạ. Sản phẩm này này, nó thi công rất là đơn giản, có nghĩa là cấu tạo của sản phẩm này nó là một bên là hèm âm và một bên là hèm dương, và lắp ghép giữa hai tấm này với nhau rất đơn giản, có nghĩa là cần dùng hèm âm hèm dương mình ghép lại với nhau là xong thôi quý vị nhé. Thì thông thường làm như thế nào, bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một lần nữa để cho quý vị nắm bắt được.
cái đà đó thì quý vị có thể là dùng đà. Đây, mình lấy cái đà đó. Quý vị có thể là dùng đà nhựa quý vị nhé. Có thể quý vị dùng đà nhựa, có thể quý vị dùng đà sắt đấy, hoặc đà inox. Nhưng theo Nguyễn Khánh thì chúng ta nên sử dụng cái đà sắt và dựng nghiêng như này. Sắt bây giờ nó sắt mạ kẽm đó, dựng nghiêng như thế này là tốt nhất quý vị nhé. Đấy. Và khi chúng ta thi công á, thì chúng ta lắp ngược chiều so với cây sắt quý vị nhé. Ngược chiều so với cây sắt. Đấy, ví dụ cây sắt mà để như này thì chúng ta để cây như này quý vị nhé. Để cây như này. Và khi chúng ta bắt vít này, bắt vít trực tiếp từ cái tấm này xuống cái khung sắt quý vị nhé. Xuống cái khung sắt. Đấy. Sau khi chúng ta bắt vít xong thì chúng ta ghép tấm 2. Và khi ghép tấm 2 như thế này thì tất cả những cái đầu vít ở phía dưới nó sẽ che đậy đi rồi. Chúng ta không thấy được cái đầu vít nữa quý vị nhé. Đấy, không thấy đầu vít nữa. Thì sản phẩm này đã rất nhiều quý vị sử dụng rồi. Nên là quý vị nào đã sử dụng ấy, cố gắng dành thời gian bình luận cho một cái đánh giá để cho mọi người cảm nhận được sản phẩm này sử dụng có ok hay không, có tốt hay không. Và thi công có dễ hay không, để cho những người tiếp theo có nhu cầu sử dụng cũng nắm bắt về cái sản phẩm này quý vị nha. Xin cảm ơn khách hàng đã sử dụng sản phẩm này trong thời gian qua. Thi công như vậy thôi, rất là dễ quý vị nha. Còn đối với lại những khách hàng nào mà muốn cho nó không bị nước lọt xuống dưới quý vị nha, muốn cho nước không bị lọt xuống dưới, thì ở cái hèm này quý vị này, ở cái hèm âm này, trước khi chúng ta ghép cái tấm thứ hai nhá, thì chúng ta bôi keo vào trong này. Đấy. Bôi cái lớp keo silicone. Keo đấy, silicone quý vị này. Bơm vào trong này. Trước khi chúng ta ghép tấm này vào. Và khi chúng ta ghép tấm này quý vị này, thì bắt đầu là nó sẽ liên kết bằng một lớp silicone nữa. Thì cho dù nước mình có đổ lên đây, có đổ trên bề mặt này mà chúng ta chưa kịp lau, hoặc chúng ta không biết để lau, thì nó sẽ không bị chảy nước xuống dưới quý vị nhé. Đấy, không bị chảy nước xuống dưới. Đấy là nếu như quý vị nào mà sợ nước xuống dưới đó, thì chúng ta mới thêm lớp keo này. Còn nếu như quý vị nào không sợ thì khỏi cần keo quý vị nhé. Đó. Và ở trên mỗi cái điểm đà sắt đó, chúng ta nên thêm có những keo silicone. Đấy, tất cả những điểm tiếp giáp giữa tấm này với lại cái đà sắt, chúng ta thêm một ít keo silicone nữa. Để làm sao? Để cho nó có độ bám dính tốt. Và khi chúng ta đi đó, nhiều khi cái ốc vít chúng ta bắt không chắc á, thì nó còn có lớp keo. Và khi mình đi á, thì nó không có tạo được ra cái tiếng va đập giữa tấm ốp này với lại cái khung sắt quý vị nha. Đó. Còn cái tấm này á, ngoài ra thì nó còn có các cái phụ kiện. Các phụ kiện thì nó rất là phổ biến ở thị trường. Như là quý vị sử dụng có những cái nẹp ve nhựa này, hoặc là nẹp ve nhôm, hoặc là nẹp ve inox để chúng ta bịt cái đầu này quý vị nha. Thì thông thường cái tấm này thi công ở trên gác đó, thì nó có một hai mặt sẽ tiếp xúc với tường, còn lại một hoặc hai mặt sẽ quay ra ngoài, thì nó lộ ra những cái đầu cắt này thì nó rất là xấu. Nếu như vào thợ chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ mua tấm này, người ta cắt một đường quý vị này, một đường đúng là 2/2, xong người ta dán vào đây quý vị nhá. Nhưng mà theo Nguyễn Khánh á, nếu như quý vị không có cắt được cái đường này này, nó khó khăn á, thì chúng ta nên mua cái nẹp quý vị nhá, cái nẹp V ở đây quý vị này. Quý vị ra cái tiệm, ra mấy cái chỗ cửa hàng bán cái nẹp V nhôm, V inox, V nhựa rất là nhiều. Quý vị mua cái này rất là rẻ. Một cây V này là nó có giá ở khoảng 100.000 một cây, hình như là dài 6 mét quý vị nhé. Đấy, khi chúng ta lắp đặt xong cái phần sàn cố định lên mặt, lên trên cái gác rồi, thì chúng ta tiến hành dùng cái nẹp này. Chúng ta bo tất cả những góc cạnh này lại quý vị này. Bo tất cả những góc cạnh này lại. Rất là đẹp luôn. Và cái này là V2 phân, là nó V2 phân 2 nó vừa khít luôn quý vị nhé. Đấy. Chúng ta có thể dùng V2 phân 2 hoặc có thể là 2 phân rưỡi cũng được. Nhưng mà như cái này là 2 phân 2 vừa khít luôn quý vị này. Đấy, nẹp V. Cái nẹp V này nó cũng rất là nhiều màu quý vị nhé. Đấy. Ghép lên là y chang này luôn. Đấy. Và tất cả ba cái màu này quý vị này. Ba cái màu của tấm ốp này quý vị nhé. Ba màu này hiện tại bây giờ đang có đồng giá. Đó là giá 195.000 cho 1 mét dài, tương đương với lại 585.000 cho 1 mét vuông. Và giá này là chưa bao gồm vận chuyển quý vị nhé.
chưa bao gồm vận chuyển, và sản phẩm thì vẫn giao hàng trên toàn quốc quý vị nha. Đấy. Và nó thực sự ra thì vận chuyển ra ngoài phía Bắc hay là miền Trung thì nó hơi xa, bởi vì cái kho hàng của sản phẩm này hiện tại đang có tại thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha, cho nên là vận chuyển hơi xa. Nhưng mà bên Nguyễn Khánh sẽ cố gắng tìm những cái nhà xe, những cái chành xe nào với chi phí vận chuyển thấp nhất để làm sao cho quý vị đỡ đi cái chi phí vận chuyển đó. Thì video ngày hôm nay Nguyễn Khánh giới thiệu đến quý vị về cái sản phẩm này. Quý vị nào có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm, vui lòng liên hệ Nguyễn Khánh, số điện thoại 0948 743274. Nguyễn Khánh xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm tới kênh Nguyễn Khánh Nhựa, và cảm ơn tất cả những khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Nguyễn Khánh trong thời gian qua.